khi biết tin cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức ở Việt Nam. Người dân ở Hà Nội, thành phố vì hòa bình, không giấu nổi sự hiếu kỳ, lòng tự hào và cả sự lạc quan về một nền hòa bình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Cái điều đó là tốt thôi, mình có thể đứng ra làm trung gian một cái sự kiện để đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Là Trung có xóa cấm vận giúp cho Kim Jong Un và thống nhất hai miền Triều Tiên. Ở mong muốn ở Hà Nội được gặp hai vị lãnh đạo đấy. Quá vui mừng luôn, tại vì đã được người Việt Nam mình mà được người ta chọn địa điểm ở Hà Nội là mình cảm thấy là rất là mừng. Thực ra Việt Nam an ninh rất là tốt, nên họ rất muốn gặp nhau ở Việt Nam vì được đảm bảo an toàn tối đa. Còn nước khác chưa chắc đã an toàn ở Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump mong mỏi tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai, dù thiếu những bước tiến cụ thể để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa hạt nhân. Hãng tin AFP cho rằng, thượng đỉnh Mỹ Triều tại Việt Nam sẽ là cơ hội cho tất cả các bên. Trong đó, thượng đỉnh Mỹ Triều có thể giúp nâng cao vị thế ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt sau khi Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APEC năm 2017 và Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực hồi năm ngoái.